Đấy. Toàn đất này. Sợ ấy. Bám chặt đây này. Mới trở lại. Nắc nắc cái máy sấy nó bẩn. Từ nhá, nó đỏ hay sao ấy, may quá vẫn còn cái bình cũ. Uống từ từ không sạch nhé. Uống từ từ không sạch nhé. Giỏi nhá. Đói nhá. Tối nay đi về với mẹ nhá. Tối nay đi tìm mẹ nhá. Tối tìm mẹ nhá. Giỏi thế nhỉ.
xong ngủ nha. Xong rồi đi tìm mẹ nhé. Tìm mẹ, đi về với mẹ nhé. Con này có khả năng là nhạt mẹ rồi. Ở khu vực quanh nhà mình nhiều núi đá, hoặc là của nhà ai người ta nuôi đấy, người ta nuôi theo đàn đấy, chắc bị sống nên mọi trẻ con nó nhìn thấy nó ném. Chứ mình ở đây cũng chưa biết là nhà ai nuôi khỉ, có khả năng tí nữa phải đi xem hoặc là đi vào tí nữa, đi vào núi xem mà mẹ nó có đi tìm không. Chứ mình sợ mình cũng không chăm được nó đấy. Tại vì cũng chưa... À... Sao? Nói à? À vẫn, nó vẫn muốn uống. Tối đi tìm mẹ nhá. Tí tìm mẹ nhá, mẹ thì mẹ đi tìm nhá. Rét không? Ngủ đi. Chắc nó uống no rồi đấy. Bây giờ sẽ quấn cái áo này đi, không mà nó rét. Sẽ đi tìm mẹ cho nó. Đi tìm xem mà người dân ở gần đây có ai bị lạc mất con khỉ không.
Rồi ôi. Tí này phải đi rửa lại. Uống giỏi nhỉ.